Thái à, ba không muốn sau này con phải ân hận như ba bây giờ. Sao con không tìm một cô gái đàng hoàng để cưới làm vợ, lại đi bồ bịch với mấy đứa không ra gì rồi có được cái gì đâu? Ừ. Cô bé ấy dễ thương thật. Đời bây giờ khó tìm những đứa như vậy lắm. Em nghĩ là một người vợ thì cần phải như thế nào? Chắc là em cũng sẽ giống như mẹ em thôi. Là một người nội trợ, chăm sóc nhà cửa, con cái, để cho chồng yên tâm lo sự nghiệp. Em không sợ chồng của em suốt ngày ngoài đường sẽ có người phụ nữ khác sao? Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ. Mà cho dù có cũng chẳng sao. Đàn ông đi chơi chán rồi cũng sẽ quay về nhà. Em và mẹ của em đúng là những người phụ nữ hoàn hảo mà. Em ăn thêm gì đi. Ăn nhiều, sợ mập lắm. Trời, cho dù em có bự như là một con voi, anh vẫn yêu và thương em mà. Xạo. Anh nói thiệt, em không tin anh hả? Anh ngủ ngon. Em, tối nay anh muốn ở lại đây với em. Không được đâu, anh về đi. Nhưng mà anh muốn. Đừng anh, đừng vượt quá giới hạn. Nếu anh cưới em, anh sẽ có được trọn vẹn con người em. Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Em vô nhà đi. Chúc em ngủ ngon. Linh, em có yêu anh không? Anh biết rồi còn hỏi nữa. Nhưng mà anh muốn nghe chính miệng của em nói kìa. Thôi, em không nói đâu. Linh, anh muốn nói với em cái này. Anh muốn nói với em là anh cứ tự nhiên nghe điện thoại đi, em vào trong bếp chút. Cô muốn gì? Em đang cà phê Armani. Buồn quá à. Em có hẹn anh Tuấn bên báo chí tới chơi. Nhưng chắc phải nửa tiếng nữa anh mới tới được. Nếu anh đổi ý, bây giờ anh đến ngay chắc vẫn còn kịp đó. Cô đang hăm dọa tôi đó hả? Tùy anh thôi. Có chuyện gì vậy anh? Xin lỗi nha. Anh phải đi ngay bây giờ, vì có việc quan trọng lắm. Nhưng có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy? Anh có một đối tác vừa mới bay vào Sài Gòn mà ông ấy chỉ ở đây được đúng một tiếng nữa thôi là phải đi về Mỹ lại. Anh phải gặp ổng để bàn một số chuyện rất quan trọng. Anh không đi là không được. Em đừng giận anh nha. Anh cứ lo công việc đi. Anh cứ đi đi. Xong việc, anh sẽ điện thoại cho em liền. Anh à, lái xe nhớ cẩn thận nha. Anh biết mà. Trời, lộn nữa. Đây nè, lộn cái gì vậy mà lộn? Cái đây là đó, anh lái, lộn cái gì?
Anh xin lỗi. Tại gặp mấy người bạn làm ăn. Không sao đâu. Em hiểu mà. Em có thể chờ anh đến suốt cuộc đời mà. Em đúng là người phụ nữ mà anh tìm kiếm suốt bao lâu nay. Em có đồng ý lấy anh không? Linh, anh có chuyện muốn nói với em. Em thấy anh mệt lắm rồi, hay là về nghỉ đi. Có gì bữa sau hãy nói. Không, chuyện này đối với anh rất là quan trọng. Nếu như anh không nói với em ngay bây giờ thì anh không còn cơ hội để nói với em nữa. Nè Linh, em có đồng ý làm vợ của anh không? Em chưa từng thấy ai cầu hôn trong tình trạng tệ như vậy. Với người khác, câu trả lời sẽ là không. Nhưng với anh thì em đồng ý. Em đồng ý. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Còn bây giờ thì con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ và sống hạnh phúc trọn đời hay không? Dạ đồng ý.